Xin chào tất cả các bạn. Tại sao tôi nuôi gà không sử dụng cám công nghiệp? Đơn giản là tôi đã kết hợp được các cái loại thức ăn với nhau và cái độ đạm thì tôi dùng cái côn trùng để tôi thay thế cho những cái đạm cá tổng hợp ở trên thị trường. Như các bạn cũng biết, con gà, con vịt hay là con cút ở ngoài tự nhiên hoặc là chúng ta chăn thả bán thả vườn đó các bạn. Ở ngoài tự nhiên thì ăn các loại rau, các loại cỏ, bởi con giun, con dế, con sâu nó ăn đúng không ạ? Nhưng mà khi mà mình chăn thả ở trên một cái tích rộng mà cái lượng gà ít thì con gà mới đầu chăn thả nó rất là đẹp. Lông nó rất là bóng mượt và nó lớn rất là tốt. Đó. Mặc dù là mình không có cho nó ăn cái gì bao nhiêu hết, chỉ có ít bắp, ít lúa thôi, vậy mà nó vẫn sống khỏe. Nhưng mà các bạn để ý, mình nuôi được một thời gian, cái lượng côn trùng ở ngoài đó nó đã cạn kiệt dần rồi, thì con gà bắt đầu nó lớn chậm hơn và sức khỏe nó yếu dần đi, nó hay bị bệnh tật, nó hay bị chết yểu. Theo mình nghĩ thì cái lượng côn trùng ở ngoài cái môi trường đó, ngoài tự nhiên đó, nó đã bị giảm đi rồi. Tại vì gà thì càng ngày càng đông, nuôi liên tục thì cái lượng côn trùng nó không thể nào mà sinh sôi đủ để cho cái bầy gà nó ăn được. Chính vì thế mình không bổ sung kịp dinh dưỡng cho nó. Mình sẽ thấy, ủa sao hồi trước tôi nuôi được như vậy mà bây giờ tôi cũng nuôi như vậy, thậm chí tôi còn cho nó ăn nhiều hơn. Nhưng mà con gà nó không được khỏe mạnh, nó không được lớn tốt. Dần dà nó cứ còi rồi lâu lâu nó đau bệnh, nó chết tỉ tỉ vài con. Và như vậy thì mình không thể nào để mà mình áp dụng theo cái kiểu chăn thả vườn như vậy mà mình làm được cái số lượng nhiều. Nếu như mà mình mua cám công nghiệp về mình rải cho nó ăn nữa thì đâu còn gọi là gà thả vườn tự nhiên đúng không ạ? Và nếu mà như mà rải thức ăn công nghiệp thì cái chi phí nó rất là cao. Chất lượng thịt của nó không được đạt cái độ gọi là ngon nhất có thể. Trong các cái loại côn trùng như con dế, con trùng quế, con ruồi lính đen, nó cái con ruồi lính đen thì mình có thể nhân cái số lượng nó lên rất là nhiều, và chỉ trong một cái thời gian ngắn khoảng 10 ngày nửa tháng là mình có thể nhân được một cái số lượng tùy ý, phụ thuộc vào cái nguồn chất thải hữu cơ mà mình để dùng để nuôi cái con ấu trùng ruồi lính đen. Khi mà sản xuất con ấu trùng ruồi lính đen như vậy thì thay vì mình để con gà, con vịt, con cút của mình nó đi tìm kiếm ở ngoài tự nhiên để nó có con sâu, con giòi, con bọ nó ăn, thì bây giờ mình cung cấp, mình nuôi, mình cung cấp cho nó, thì khi mà cái lượng ăn đủ cho nó và cái mồi ngon là nó cực, cái mồi này là nó cực kỳ thích luôn các bạn, thì nó lớn nhanh lắm, nó khỏe lắm. Như các bạn nuôi thử các bạn biết, hoặc là bạn nào đã nuôi rồi, cái con gà mà nó ăn cái con ấu trùng ruồi lính đen á thì gần như là nó lơ cám luôn các bạn, nó lơ cám luôn, nó không thèm ăn luôn, nó ăn chán ấu trùng rồi, hoặc là nó đói lắm rồi nó mới qua nó ăn cái miếng cám thôi, qua ăn cái thức ăn công nghiệp thôi, chứ bình thường là nó không ăn đâu. Mà con gà nó lanh lợi lắm, trời ơi, nó mà thấy người vô cái là biết cho nó ăn ấu trùng là nó vồ lại kinh khủng khiếp lắm. Như các bạn nào có theo dõi thì có thể thấy những cái clip trước là mình cho những con gà, những con ngan, những con cút của mình nó ăn á, nó rất là mê các bạn. Cái đấy gần như là không có cái thức ăn công nghiệp luôn, mà các bạn có thể nhìn cái bộ lông con gà, bạn nào mà nuôi kinh nghiệm rồi, các bạn nhìn cái bộ lông, cái tính lanh lợi của nó, nhìn cái cách nó ăn thì các bạn có thể biết được cái sức khỏe của con gà nó như thế nào. Con gà thì mình cũng đã thịt rồi, cút ngan mình đã thịt rồi, nó ngon lắm các bạn. Nó ngọt mà nó ngọt thơm theo một cái kiểu khác lạ lắm. Ăn rất là tuyệt vời. Mà thịt nó vẫn nhiều nha, không phải ít đâu, nó đầy đủ mà. Như những cái con vật nuôi mình thì mình chỉ cho nó ăn cám gạo, cám bắp và ấu trùng ruồi lính đen. Lâu lâu có rau cỏ thì mình châm thêm. Đó, như vậy thôi là nó đủ sống rồi. Cái tình trạng mà cắn mổ lông nhau là gần như không có. Cái con ấu trùng ruồi lính đen, cái độ đạm nó khá là cao, nó trên 40% độ đạm. Cái hàm lượng canxi cũng rất là cao. Thì Nguyễn Minh Chí có nói thì nó phù hợp cho những con thủy sản rất là tốt luôn. Nếu như mà các bạn chăn nuôi cá, đặc biệt là những cái loại cá mà ăn cá tạp á, ví dụ như cá cá chấm ốc nè,
hoặc là cá gọi là cá chấm đen đó các bạn, cá thác lát nè, cá trê vàng nè, cá rô rồng nhím nè, cá chim nè, cá chim nước ngọt lẫn cá chim biển luôn. Nếu như mà các bạn ứng dụng được cái con ấu trùng rùa lân đen vào chăn nuôi thì mình nghĩ nó rất là tuyệt vời luôn. Nó giải quyết được hai cái vấn đề, cái thứ nhất là chi phí về thức ăn đó. Các bạn mua cá tạp ở ngoài hiện tại cũng mười mấy ngàn một cân rồi đó. Nếu như mà các bạn chuyển sang nuôi bằng ấu trùng rùa lân đen thì có thể giảm được 50% so với cái nguồn mình mua cá tạp. Cá tạp thì nó có một cái nhược điểm là khi mà các bạn cho ăn nhiều mà nó dư cá là nước hồ rất là dơ, cái nước hồ nó bẩn lắm, mình phải thay liên tục chứ không là cá đau bệnh ngay. Còn nếu như mà các bạn dùng ấu trùng rùa lân đen, nó có một cái lợi thế là nó sống được dưới nước các bạn. Con ấu trùng rùa lân đen ví dụ như ngày hôm nay mình cho xuống cho nó ăn mà nó ăn không hết thì nó vẫn còn sống như đó, nó không có làm ô nhiễm môi trường. Là bữa sau con cá nó ăn tiếp vẫn được đó, bữa sau mình giảm lượng thức ăn không ô nhiễm môi trường, đó là một cái điều quá là tuyệt vời đúng không các bạn. Các bạn có thể tìm hiểu ngay và các bạn làm đi, cái con vật này, cái con ấu trùng, con côn trùng này mình thấy nó rất là tuyệt vời luôn. Tìm hiểu ngay mà làm. Nếu như các bạn sở hữu những cái nguồn chất thải hữu cơ, rau củ quả hoặc là các loại phân hoặc là xác động vật, xác cá, lòng cá, ruột cá, hoặc là các bạn đang nuôi gà, nuôi vịt, nuôi cút, nuôi đặc biệt là nuôi cá, nên nuôi cái con này. Dù ít gì nhiều mình cứ nuôi dần nó để mình bổ sung vào cái lượng thức ăn. Thứ nhất, nếu như mà mình không có cái đủ nguồn để mình nuôi con ấu trùng, cái thứ hai nếu bạn nào có đủ thì mình cứ nuôi số lượng nhiều để mình chăn nuôi, nó giảm chi phí rất là nhiều các bạn. Còn chần chờ gì nữa mà các bạn không làm, các bạn có thể lên Google các bạn search để tìm kiếm này, có lên YouTube các bạn search cũng rất là nhiều người chia sẻ trên đó rồi, có thể tìm thoải mái luôn. Bữa nay thế giới phẳng rồi, không có cái gì là không thể hết, rất là nhanh đó. Còn nếu không các bạn có thể bắt máy lên, các bạn liên hệ với mình ngay, mình sẽ tư vấn miễn phí cho các bạn cái cách để nuôi ấu trùng rùa lân đen. Còn chần chờ gì nữa mà không làm ngay từ bây giờ đúng không ạ? Thôi, video đến đây mình xin chào tất cả các bạn. Bạn nào mà có hứng thú thì cứ liên hệ ngay nhá, comment ở phía dưới nhá, tôi thích cái này hoặc là bốc máy lên gọi điện lên cho mình. Thôi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.